Phật thuyết Quán Phật, Tam Muội Hải Kinh, quyển 9, phẩm 8, bản hạnh. Đức Phật bảo A Nan rằng: Như Lai có 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp kèm theo và ánh sáng màu vàng. Mỗi ánh sáng có vô lượng hóa Phật. Những lỗ chân lông trên thân tất cả đều biến hiện sắc thân của Phật. Ta đã được nói: Hôm nay ta nhân lúc đại nhúc lúc hội đại chúng này và vì vô tịnh phạn được nói về tướng tốt. Phật sinh ra ở nhân gian, thì hiện cùng với việc con người. Do lòng tướng với con người nên nói Phật có 32 tướng hơn cả chư thiên. Nó có 80 vẻ đẹp. Và vì các vị Bồ Tát nói 84.000 tướng đẹp vi diệu, tướng tốt chân thật của Phật. Lúc mới thành đạo, tại đạo tràng tịch diệt ở nước Ma Già Đà, ta vì các đại Bồ Tát phổ hiền hiền thủ. Ở kinh Tạp Hoa đã phân biệt rõ, trong tôn pháp này, ta sở dĩ lược nói là vì các phàm phu và bốn bộ đệ tử bài bán kinh Phương Đẳng tạo năm tội đại nghịch, phạm bốn giới trọng, trộm đồ vật của chúng tăng, dâm dục với tỳ kheo ni, phá tám giới quan trai, làm các việc ác đủ thứ tà kiến. Những người như vậy nó có thể chí tâm trong một ngày một đêm giữ chánh niệm ở trước Phật quán tưởng một tướng tốt của Như Lai, thì những tội chướng ác đều diệt hết. Vậy nên Như Lai gọi là Bà Già Bà, gọi là A-la-ha, gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà, gọi là Mặt Trời Công Đức, gọi là Mặt Trăng Tròn Trí Tuệ, gọi là Đất Mát Mẻ, gọi là Ngọc Trừ Tội, gọi là Kho Tàng Ánh Sáng, gọi là Núi Trí Tuệ, Sông Giới Phẩm, gọi là Dẫn Đường Mê, gọi là Đèn Soi Tà Kiến, gọi là Phá Giặc Phiền Não, gọi là Cha Mẹ của tất cả chúng sinh, gọi là Chỗ Nương Về Lớn. Nếu có người quy y Phật Thế Tôn hoặc xưng danh hiệu Phật thì trừ được nghiệp chướng nặng phiền não trong trăm ngàn kiếp, huống gì là có tâm chân chánh tu niệm Phật định. Đức Phật bảo A Nan rằng: Như Lai thuở xưa vô lượng và biết ở tăng kỳ kiếp đã dùng lửa trí tuệ thiêu đốt củi phiền não tu định vô tướng, chẳng chứng quả phi thời, tức là chẳng chứng quả chẳng phải lúc. Vậy nên đạt được tướng thù thắng như vậy, trong mọi tướng có vô lượng hóa Phật, huống là nhiều tướng. Nếu có thể chánh niệm quán tưởng một lỗ chân lông, thì người đó gọi là tu hành định niệm Phật. Do niệm Phật nên các đức Phật mười phương thường đứng trước mặt vì họ nói chánh pháp. Người này có thể sinh ra trong dòng giống các đức Như Lai ba đời, huống gì niệm tưởng đầy đủ về sắc thân Phật. Như Lai cũng có vô lượng pháp thân, mười lực vô úy tam muội giải thoát, các việc thần thông. Những chỗ ví dụ như thế chẳng phải cảnh giới học hiểu của hạng phàm phu các ông. Cho nên thâm tâm khởi lên tư tưởng tùy hỷ, khởi tưởng nó rồi ông lại phải giữ chánh niệm nghĩ đến công đức của Phật. Nghĩ đến công đức Phật chính là nghĩ đến giới định trí tuệ giải thoát tri kiến, màu vàng ba bi tướng tốt, 80 vẻ đẹp theo hình, 10 luật bốn vô sở úy, 18 pháp bất cộng đại bi ba niệm xứ. Nếu có chúng sinh một lần nghe về công đức tướng hảo quang minh của thân Phật như trên, thì ức ức ngàn kiếp chẳng đọa vào đường ác. Sinh ra ở nơi tà kiến, nhờ uế thường được chánh kiến, xin nó tu hành không ngừng nghỉ. Chỉ nghe danh hiệu Phật mà đã được phước như vậy, huống gì là giữ chánh niệm về tam muội quán tưởng Phật. Lúc ấy, khi Đức Thế Tôn nói lời này, trong hư không có bảy đài báu, trên mỗi đài có hàng trăm ức lộng báu. Trời mua xuống hoa báu cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ Pháp Vương Tử, Văn Thù Sẽ Lợi ngồi kiết già trong đài báu, cùng 10 ức Bồ Tát trụ trong hư không khen rằng: Hay thay, hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni, bậc Đại Bi Thế Tôn, nói về tướng thân của Phật, thể hiện uy nghi của Phật, hiện lên ánh sáng của Phật, hiển bày các vị hóa Phật. Vì chúng sinh phàm phu đời vị lai chẳng thấy Phật, mà tạo ra nhân duyên thấy Phật. Hay thay, A Nan, vị Pháp tử từ bi, tên Ngài là Hoan Hỷ, tên Ngài đúng như thật. Xin hãy khéo léo giữ gìn lời nói của Đức Phật, thận trọng chứ quên mất. Chúng sinh đời vị lai nghe lời Ngài nói, tức là thấy Phật. Tư duy nghĩa này là thấy đầy đủ sắc thân vi diệu của Phật. Bây giờ nói lời này rồi, Văn Thù cùng với các đại chúng Bồ Tát quyến thuộc từ trên hư không xuống, kính lễ dưới chân Đức Phật, dẫu qua Đức Phật bảy vòng, đuôi về trấn một phía. Đức Phật bảo Văn Thù rằng: Này Phật tử, ông ngồi tại tòa, khi khởi sự quán tưởng này, thấy đất mọc ra hoa sen ngang dọc tròn một do tuần. Này Văn Thù Sư Lợi và các Bồ
tác, hắn ngồi lên đài hoa sen. Lúc ấy Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ngồi rồi, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con muốn nói về nhân duyên bản sinh của con thuở xưa, nguyện xin Thế Tôn giáng hộ uy thần cho con. Đức Phật bảo Văn Thù rằng: Hãy mau nói đi, chớ nghi ngờ. Văn Thù Sư Lợi bảo các đại chúng và đáp lại Tôn giả A Nan rằng: Này Tôn giả A Nan, Tôn giả phải biết, tôi nhớ thuở quá khứ vô lượng số kiếp, lại hơn số đó chẳng thể nghĩ tính A Tăng Kỳ kiếp. Ở thế giới kia có Đức Phật hiệu là Bảo Oai Đức Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành tốt thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thế nhân sư Phật Thế Tôn. Khi Đức Phật kia ra đời, chúng sinh tuổi ấy cũng tệ ác như nay không khác. Đức Phật Thế Tôn đó cũng thân một trượng sáu, màu vàng rồng, cũng nói ba pháp ba thừa như Đức Thích Ca Văn. Lúc đó nước ấy có vị đại trưởng giả tên là Nhất Thiết Thí. Vị trưởng giả có đứa con tên là Giới Hộ. Khi đứa con còn ở trong thai mẹ, người mẹ do kính tinh nên vui mừng cho con thọ bát quy y. Đứa con sinh ra rồi, năm đến 8 tuổi, cha mẹ thỉnh Đức Phật đến nhà cúng dường. Đứa trẻ thấy Đức Phật từ từ bước đi an tường, sau chân ngọt lên hoa sen, chân mọc lên hoa có ánh sáng lớn, nó vui mừng đảnh lễ Đức Phật. Lẽ rồi quan sát kỹ càng, mắt dẫn tạm rời, một khi thấy Đức Phật rồi, liền có thể tiêu trừ được tội sinh tử trăm vạn ức na do tha kiếp. Từ đó trở về sau, luôn luôn được gặp trăm ức na do tha hàng hà sa số Đức Phật, ở chỗ các Đức Phật gieo trồng mọi của rễ công đức. Các Đức Thế Tôn đó đều nói về tam muội quán Phật như vậy, cũng khen ngợi ánh sáng tướng đại nhân bạch hào, khuyên nhiều chúng sinh sám hối, giữ chánh niệm. Qua hết thời gian đó, về sau lại được gặp Đức Phật hiệu là Mani Quang Đa Đà A Dạ Độ A La Hê Tam Hiệu Tam Phật Đà. Khi Đức Phật Mani Quang xuất hiện ở đời, Đức Phật thường phóng ra ánh sáng để làm Phật sự, độ thác dân chúng. Cứ như vậy, hai vạn Đức Phật đồng một danh hiệu là Mani Quang, đều dùng ánh sáng vi diệu của vị hóa Phật mà dẫn dụ chúng sinh. Tiếp theo có Đức Phật hiệu là Chiên Đà Mani Quang với 10 hiệu đầy đủ. Cứ như vậy, có trăm ức Đức Phật đều hiệu là Chiên Đà Mani Quang. Các Đức Thế Tôn đó do sức thệ nguyện nên chỉ dùng ánh sáng tướng bạch hào, vùng chân mày che chở hộ trì chúng sinh trừ diệt các tội. Là có Đức Phật ra đời hiệu là Chiên Đàn Hải Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Cứ như vậy, 100 vạn Đức Phật đều đồng một danh hiệu là Chiên Đàn Hải. Các Đức Thế Tôn đó dùng ánh sáng in chữ vạn, chữ đất ở ngực mà hóa độ chúng sinh. Vị thiếu niên đó gần gũi hầu hạ các Đức Phật không lúc nào rời bỏ, lễ bái cúng dường chắp tay quán tượng Đức Phật. Nhờ sức nhân duyên công đức quán tượng Phật nên lại được gặp trăm vạn A Tăng Kỳ Đức Phật. Các Đức Thế Tôn đó cũng dùng sắc thân hóa độ chúng sinh. Từ đó về sau, đồng tử liền được 100.000 ức tam muội niệm Phật, được 100 vạn A Tăng Kỳ Đà La Ni toàn. Đã được những điều này rồi, các Đức Phật hiện tiền nói pháp vô tướng. Chừng trong khoảnh khắc, vị thiếu niên được tam muội tổ lăng nghiêm. Vị ấy thọ tam quy y, chỉ một lần lễ Phật quan sát kỹ càng tướng Phật, lòng không thấy chán. Do nhân duyên này được gặp vô số Đức Phật, huống gì là giữ chánh niệm tư duy, quán tưởng đầy đủ sắc thân của Đức Phật. Vị thiếu niên lúc đó đâu phải ai khác, chính là thân của tôi hôm nay. Bấy giờ Đức Thế Tôn khen Văn Thù Sơ Lợi rằng: Hay thay, hay thay, này Văn Thù Sơ Lợi, ông thuở xưa chỉ một lần lễ Phật mà được gặp vô số các Đức Phật như vậy, huống gì là đời vị lai, các đệ tử của ta tinh cần quán tưởng Phật. Đức Phật bảo A Nan, ông hãy đem lời nói của Văn Thù Sư Lợi bảo khắp đại chúng và chúng sinh đời vị lai, nếu có người hay lễ bái, hoặc hay niệm Phật, hoặc hay quán tưởng Phật thì phải biết rằng, người này ngang bằng Văn Thù Sư Lợi không khác. Khi bỏ thân qua đời sau, Văn Thù Sư Lợi, các vị Đại Bồ Tát là hòa thượng của người ấy. Khi nói lời đó, trong chúng Bồ Tát có một Phật tử tên là Tài Thủ liền đứng dậy, nhảy quanh Đức Phật 7 vòng, cung kính lễ bái, rồi đảnh lễ dưới chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, dùng hoa mạng Đà La, hoa ma ha, hoa đại mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa, hoa đại mạng Thù Sa của cõi trời tung lên trên Đức Phật và tung lên trên Văn Thù Sư Lợi, cũng tung lên trên Tôn giả A Nan. Những hoa trời đó đang ở trên Đức Phật hóa thành đài bằng hoa.
Ở bên trong đài hoa có chư Phật mười phương ngồi kiết già. Phương Đông, Đức Phật thiện đức bảo đại chúng rằng: Các ông phải biết rằng ta nhớ thuở vô lượng đời quá khứ, có Đức Phật Thế Tôn hiệu là Bảo Uy Đức Thượng Vương Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Khi Đức Phật đó ra đời cũng như ngày hôm nay, Đức Phật nói pháp ba thừa. Đức Phật đó có một vị tỳ kheo có 9 người đệ tử. Vị ấy cùng với các đệ tử đi đến tháp Phật lễ bái tượng Phật. Thấy một tượng báo trang nghiêm cao lớn khả quan, đã lễ bái xong, mắt nhìn kỹ tượng, nói kệ khen ngợi, rồi tùy theo tuổi thọ ngắn dài, họ đều qua đời. Sau khi qua đời, họ sinh vào cõi nước của Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương ở phương Đông. Họ bỗng nhiên hóa sinh ngồi kiết già trên hoa sen. Từ đây về sau, họ luôn luôn được gặp vô lượng các Đức Phật, ở chỗ các Đức Phật tịnh tu phạm hạnh và được biển các tam muội niệm Phật. Được tam muội này rồi, các Đức Phật hiện tiền liền thọ ký cho họ tùy ý làm Phật ở mười phương. Đức Phật thiện đức ở phương Đông chính là thân ta, Đức Phật chiên đàn đức ở phương Nam, Đức Phật vô lượng minh ở phương Tây, Đức Phật tương đức ở phương Bắc, Đức Phật vô ưu đức ở phương Đông Nam, Đức Phật bảo thí ở phương Tây Nam, Đức Phật hòa đức ở phương Tây Bắc, Đức Phật tam thừa hạnh ở phương Đông Bắc, Đức Phật quảng chúng đức ở phương trên, Đức Phật minh đức ở phương dưới. 10 Đức Phật Thế Tôn như vậy do lễ tháp một lần dùng kệ khen ngợi nên ở mười phương được thành Phật. Các vị Phật ấy đâu phải ai khác, chúng ta là những vị Phật của mười phương đó. Những vị Phật mười phương từ trên không hạ xuống phóng ra hàng ngàn ánh sáng, hiển hiện ánh sáng tứ bạch hào của sắc thân. Mỗi vị đều ngồi trên giường của Đức Phật Thích Ca, đều duỗi tay phải xoa đầu A Nan bảo rằng: Này Pháp tử, Hòa thượng Thích Ca Mâu Ni, thầy của ông, trăm ngàn khổ hạnh, vô số tinh tấn, cầu trí tuệ Phật, kết quả được thân này, sắc tướng tỏa ánh sáng mà ngài bị ông diễn nói. Ông hãy đem lời của Đức Phật diễn nói cho khắp trời rộng đại chúng tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu bà di ở đời vị lai về phép quán tưởng Phật và tam muội niệm Phật. Nghe lời đó xong, các Đức Phật thăm hỏi sự sinh hoạt yên ổn của Đức Phật Thích Ca Văn. Thăm hỏi xong rồi, các Đức Phật phóng ra ánh sáng lớn, đều trở lại cõi nước của chư Phật. Bây giờ đại chúng trong hội nhìn thấy cõi nước lớn nhỏ của các Đức Phật ở mười phương và các vị Bồ Tát rõ như ở trước gương sáng. Nhìn thấy mọi hình ảnh, các loại hoa đã tung lên của Bồ Tát Tài Thủ đang ở trên Bồ Tát Văn Thù liền biến hóa thành đại báu bốn trụ. Bên trong đài ấy có bốn Đức Thế Tôn đã ngồi sẵn đó, phóng ra ánh sáng nơi thân phương Đông Phật A Xúc, phương Nam Phật Bảo Tướng, phương Tây Phật Vô Lượng Thọ, phương Bắc Phật Vi Diệu Thanh. Bốn Đức Thế Tôn dùng hoa sen vàng tung lên trên Đức Phật Thích Ca. Hoa chưa đến bên trên Đức Phật đã hóa thành bức màn hoa có vạn ức cánh, trong mỗi cánh có trăm vị, trăm ngàn vị hóa Phật. Mỗi vị hóa Phật đều phóng ra ánh sáng, trong ánh sáng lại có vô số vị hóa Phật. Màn báo tạo thành, rồi thì bốn Đức Phật Thế Tôn từ trên không hạ xuống ngồi trên giường của Đức Phật Thích Ca khen rằng: Hay thay, hay thay. Chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có thể vì chúng sinh xấu ác đời vị lai mà nói lên tướng ánh sáng bạch hào của chư Phật ba đời, khiến cho các chúng sinh được diệt trừ tội lỗi. Sở dĩ vì sao? Vì ta nhớ thuở xưa, ta đã từng ở chỗ Đức Phật Không Vương xuất gia học đạo. Có bốn vị tỳ kheo cùng là đồng học học tập chánh pháp của chư Phật ba đời. Do phiền não che lấp tâm tánh nên chẳng thể kiên trì giữ gìn khóa báu Phật Pháp. Chúng tạo ra nhiều nghiệp bất tiện, phải bị đọa vào đường ác. Bấy giờ có tiếng trong hư không nói rằng: Này bốn tỳ kheo các ông, Đức Như Lai Không Vương tuy đã niết bàn, nhân sự sai phạm của các ngươi chẳng phải là không cứu được. Nay các ông phải vào tháp quán tưởng Phật, so với Phật còn ở đời như nhau không khác. Chúng ta theo tiếng nói trên không vào tháp quán tượng tướng bạch hào giữa hai chân mày của tượng, liền nghĩ rằng thân sắc quang minh của Đức Như Lai lúc còn tại thế so với tượng này nào có khác. Tướng đại nhân của Đức Phật nguyện xin tiêu trừ tội của con. Nói lời đó xong, như núi lớn lở.
Họ gieo năm phốc xuống đất, sám hối các tội, quán tưởng vùng chân mày Đức Phật. Nhờ nhân duyên sám hối nên từ đó về sau, 80 ức A Tăng kỳ kiếp, chẳng bị đọa vào đường ác, đời đời thường thấy chư Phật mười phương. Ở chỗ các Đức Phật thọ trì tam muội niệm Phật sâu xa, được tam muội rồi, bốn vị tỳ kheo được các Đức Phật hiện tiền thọ ký. Ở phương Đông có đất nước tên là Diệu Hỷ. Cõi ấy có Đức Phật hiệu là A Xúc, chính là vị tỳ kheo thứ nhất. Ở phương Nam có đất nước tên là Hoan Hỷ, có Đức Phật hiệu là Bảo Tướng, chính là vị tỳ kheo thứ hai. Ở phương Tây có đất nước tên là Cực Lạc, có Đức Phật hiệu là Vô Lượng Thọ, chính là vị tỳ kheo thứ ba. Ở phương Bắc có đất nước tên là Liên Hoa Trang Nghiêm, có Đức Phật hiệu là Vi Diệu Thanh, chính là vị tỳ kheo thứ tư. Lúc này bốn vị Như Lai đều duỗi tay phải xoa đầu A Nan bảo rằng: Này Pháp tử, ông hãy đem lời nói của Đức Phật giảng nói lại cho khắp các chúng sinh đời vị lai. Nói lời này ba lần xong, các Đức Phật đều phóng ra ánh sáng rồi trở về cõi nước của chư Phật. Hoa của Bồ Tát Tài Thủ đã tung lên đang trụ ở bên trên tôn giả A Nan thì hóa thành đám mây hoa cùng khắp mười phương. Mỗi đám mây có vô số vị hóa Phật đều giữa cánh tay phải xoa đỉnh đầu A Nan bảo rằng: Này Pháp tử, nhận hóa thân của các Đức Phật Như Lai cũng như của chúng ta như nhau không khác. Nếu ông gần gũi nhìn thấy thì hãy phân biệt giảng nói cho tất cả chúng sinh đời vị lai, khiến cho các chúng sinh tu hành niệm Phật. Nếu người niệm Phật thì được thấy hóa Phật so với hôm nay không khác. Nếu có chúng sinh nghe lời của ông nói, tức là thấy Phật, rồi được vô số tội lỗi. Bây giờ Bồ Tát Tài Thủ bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, còn nhớ thuở vô lượng đời quá khứ, có Đức Phật Thế Tôn cũng hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi Đức Phật đó diệt độ, có một vương tử tên là Kim Tràng, kiêu mạn tà kiến, chẳng tin chánh pháp. Có vị tỳ kheo thiện tri thức tên là Định Tự Tại bảo vương tử rằng: Đời có tượng Phật được trang trí bằng mọi thứ châu báu, rất là đáng xem. Vương tử có thể tạm vào tháp để quan sát hình tượng Phật. Vị vương tử đó theo lời nói của bạn lành vào tháp quán tưởng tượng Phật. Thấy tướng tốt của tượng, vương tử bạch rằng: Thưa Đại Đức, tượng Phật mà con trang nghiêm thế này, huống là thân Phật chân thật. Nói lời đó xong, thì vị tỳ kheo bảo rằng: Vương tử thấy tượng nếu chẳng thể lễ bái, thì hãy xưng Nam Mô Phật. Lúc đó vị vương tử chắp tay cung kính xưng Nam Mô Phật, rồi trở về cung, dự chánh niệm, nghĩ đến tượng Phật trong tháp. Rồi thời vào đêm sau, vương tử mơ thấy tượng Phật, thấy được tượng Phật lòng rất vui mừng. Vương tử liền bỏ tà kiến, quy y Tam Bảo, tùy theo tuổi thọ qua đời. Do công đức nhân duyên vào tháp xưng Nam Mô Phật ngày trước nên luôn luôn được gặp 900 vạn ức na cho tha Phật. Ở chỗ các Đức Phật thường siêng năng tinh tấn, chứng được tam muội niệm Phật sâu xa. Nhờ năng lực của tam muội nên được các Đức Phật hiện tiền thọ ký. Từ đó đến nay, qua 100 vạn A Tăng kỳ kiếp, chẳng bị đọa vào 3 đường ác, cho đến ngày hôm nay đạt được tam muội thủ lăng nghiêm sâu xa. Vị vương tử lúc ấy chính là tài thủ ta hôm nay. Những vị đại Bồ Tát như vậy, đông nhiều không lường, đều nói về nhân duyên xưa, nương vào pháp niệm Phật mà đạt được, như kinh Bản Sinh đã nói. Bây giờ đại chúng, bây giờ Đức Thế Tôn bảo các đại chúng rằng: Ta nhớ thuở quá khứ, vô số kiếp, bây giờ có Đức Phật hiệu là Chiên Đàn Quốc Trang Nghiêm Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thế nhân sư Phật Thế Tôn, mọi hiệu đầy đủ. Ở trong núi Chư Đức tại cõi Diêm Phù Đề, ngài ở trong núi đó xuất gia học đạo đủ trọn 7 kiếp, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy cõi đời đó có hai thiếu niên nghe học nhiều không chán, du hành khắp nước tham hỏi các bà la môn. Có một vị bà la môn tên là Lao Độ Xoa Già bảo rằng: Này thiếu niên, thế gian có Đức Phật hiệu là Chiên Đàn Quốc, hai người các ông nên đi đến chỗ đó mà cầu luận pháp nghĩa. Hai trưởng giả thiếu niên, một tên là Nhất Thiết Hỷ Kiến, người thứ hai tên là Dũng Mãnh Khải, đều đến chỗ Đức Phật, đều đem hoa trời cùng tung lên Đức Như Lai.
Lúc ấy Đức Thế Tôn lặng yên thành định, nhập vào tam muội vua trong các tam muội, thân tâm chẳng động, hiện ra sắc thân của tất cả chư Phật với vô số ánh sáng như kinh Bát Nhã Ba La Mật đã nói. Hai thiếu niên thấy sắc thân của Phật và thấy ánh sáng, tức thời thoát khỏi các tội sanh tử trong Nayatha hằng hà sa số a tăng kỳ kiếp, luôn luôn được gặp vô lượng vô số trăm ngàn các đức Phật. Ở chỗ các đức Phật tu hành tam muội niệm Phật sâu xa, hiện tiền được thấy các đức Phật mười phương vì mình diện nói pháp luân chẳng thoái chuyển. Vị thiếu niên thứ nhất đâu phải ai khác chính là Bồ Tát Di Lặc hôm nay. Vị đồng tử thứ hai chính là ta Thích Ca Mâu Ni hôm nay. Ta cùng với các vị Bồ Tát của hiền kiếp đã từng ở chỗ của Đức Phật Chiết Đàng Quốc trong quá khứ, nghe biển các tam muội quán Phật biến hóa sắc thân của chư Phật đó. Do sức công đức nhân duyên đó nên vượt thoát tội sanh tử trong 900 vạn ức A Tăng Kỳ kiếp, và ở hiền kiếp này theo thứ lớp thành Phật mà sau cùng là Đức Như Lai Lâu Thí, cũng ở nơi này nói tam muội quán Phật. Đức Phật bảo A Nan rằng: Tam muội quán Phật này chính là thuốc thang của tất cả chúng sinh phạm tội, là sự ủng hộ của người phá giới, là sự dẫn đường của kẻ lạc đường, là mắt của kẻ mù tối, là trí tuệ của người ngu si, là đèn của kẻ tối đen, là tướng dũng kiện trong giặc phiền não, là sự tự tại của các đức Phật Thế Tôn, đó là chỗ phát sinh của các đại tam muội Tổ Lăng Nghiêm. A Nan, ông hãy khéo giữ gìn thận trọng chớ quên mất quá khứ vị lai các đức Phật ba đời. Những đức Thế Tôn đó đều nói tam muội niệm Phật như vậy. Ta cùng với các vị đại Bồ Tát của hiền kiếp, nhờ năng lực của tam muội niệm Phật này nên được nhất thiết trí uy thần tự tại. Như vậy vô lượng các đức Phật trong mười phương đều do pháp này mà thành chánh giác. Bấy giờ Tôn giả A Nan nhờ thần lực của Đức Phật nên tự biết việc đời trước vô số kiếp, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nhớ vô số ức kiếp đời quá khứ có Đức Phật Thế Tôn hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, giới mười hiệu đầy đủ. Ở cõi đời đó thấy Đức Phật Như Lai phóng ra ánh sáng lớn. Ánh sáng ấy xoay khắp các thế giới ở mười phương đều tạo thành màu vàng. Trong mọi ánh sáng của các vị hóa Phật, con thấy Phật thấy vậy rồi, thân tâm hoan hỷ xưng lên Nam Mô Phật. Từ đó về sau, con thường được gặp trăm ngàn cái Đức Phật và nghe Phật nói Pháp, giống như rót nước đựng sang đồ chứa khác. Con ghi nhớ, giữ gìn chẳng quên. Vậy nên hôm nay con được thấy Đức Thế Tôn gần gũi cúng dường hầu hạ. Nói lời đó xong, Tôn giả A Nan nói các bài tụng kệ tụng, khen ngợi sắc thân vi diệu của chư Phật. Bây giờ trong hư không, có vô số Đức Phật đều hiện ánh sáng, trong lỗ chân lông của từng thân chư Phật đều hiện ra hóa Phật giống như Phật Thích Ca Văn. Đại bảo Tôn giả A Nan rằng: Này Pháp tử, nay ông hãy đem tam muội quán Phật này vì tất cả đại chúng giảng nói rõ ràng, khiến cho các phàm phu gieo trồng nhân duyên được thấy Phật. Nói lời này xong, các vị hóa Phật biến mất. Lúc ấy vì chút lụy việc này, Đức Thế Tôn đứng trong hư không uy nghi tự tại, thực hiện 18 pháp biến hóa, hiện hiện tất cả ánh sáng, bảo A Nan rằng: Nếu có chúng sinh muốn quán tưởng Phật thì phải quán như vậy. Khi Đức Phật nói lời này, 12 ức thiên tử được tam muội niệm Phật và được hiện tiền thọ ký. Phẩm chính quán tưởng. Lúc bấy giờ trong hội có vị đại Bồ Tát tên là Di Lặc liền đứng dậy, sửa lại áo vai phải, đảnh lễ dưới chân Đức Phật, cởi chú ngọc trên thân dâng lên Đức Như Lai, dùng hoa trân châu tung lên Đức Phật Thế Tôn và Bồ Tát Văn Thù sửa lại. Số chuỗi ngọc đã tung ra tự nhiên vọt lên trụ trong hư không, hóa thành 80 ức đài báu. Trong mỗi đài có 100 ức Phật Thích Ca Văn đều phóng ánh sáng, hiện sắc thân khắp nơi. Núi rừng, sông biển, sắc đẹp của tất cả chúng sinh, các vì sao, mặt trời, mặt trăng, các núi tu di, những trời rồng, thần và các cung điện cũng hiện ở trong đài ấy. Những vị tiên năm thần thông, trao ức chú thuật, 96 phái ngoại đạo, tà kiến, phương thuốc, kỹ nghệ, khéo léo, văn chương, ca vịnh đều ở trên một sợi lông hiện hiện đầy đủ. Uế dục tà kiến của tác gia mà chúng sinh mong được thấy cũng đều ở trong ánh sáng ấy, tự vọt ra địa ngục súc sinh, các Atula, tám nạn, bốn điên đảo,
Những việc chẳng lành, tạo quả báo tốt xấu cũng ở tướng này tự được hiểu biết. Hoa ngọc tung lên trụ bên trên Đức Phật hóa thành hàng trăm ức ánh sáng màu trắng. Hoa ngọc ở bên trên Ngài Văn Thù hóa thành hàng trăm ức ánh sáng màu sắc vi diệu. Những ánh sáng này đang xen lẫn nhau trên những hoa rồng lớn cuộn quấn thân hướng vào nhau. Trong bộ ánh sáng có trăm ức ánh sáng báu như y như tăng già lê cắt rời rõ ràng. Rồi dùng ánh sáng màu vàng may lại cho liền vào nhau. Chỗ đường may sinh ra bốn hoa báu. Trong mỗi hoa có Bồ Tát của hiền kiết ngồi kiết già. Chư Phật mười phương và các vị hóa Phật ngồi trên hoa sen báu. Vì các vị đại Bồ Tát của hiền kiết này nói tam muội ban đầu, nói tam muội ban chu sâu xa. Cũng khen ngợi tam muội quán Phật tối sơ nhân duyên, duy vô và định niệm Phật cảnh giới kim cang thí. Nói pháp đó xong, các đức Như Lai này đã duỗi tay phải xoa đỉnh đầu tôn giả A Nan bảo rằng: Này pháp tử, nay ông nên khéo giữ gìn lời nói của Phật cẩn thận chứ quên mất. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nguyện xin đấng Thiên Tôn đại từ đại bi thương xót tất cả chúng sinh tạo nghiệp bất thiện trong đời vị lai. Khi Đức Phật chẳng còn hiện tại thì đấng cậy vào đâu để có thể trừ diệt tội lỗi? Đức Phật bảo Di Lặc rằng: Này A Dật Đà, hãy lắng nghe, suy nghĩ cẩn thận. Sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều chúng sinh do chẳng thấy Phật nên làm các điều ác. Những người như vậy phải bảo họ quán tưởng hình tượng Phật. Nếu người quán tưởng hình tượng thì so với sự quan sát thân ta như nhau không khác. Khi Phật nói lời đó, trong hư không có hoa và chư Phật ở mười phương đứng giữa hư không, vòng tay chắp tay khen ngợi rằng: Hay thay, này Phật tử, ông khéo hỏi việc này, chỉ có Đức Thích Ca Phân mới cứu khổ cho đời và vì các chúng sinh mù tối sâu rốt mà nói pháp quán tưởng tượng Phật. Hôm nay chính đã đúng đúng thời, cẩn thận chớ nghi ngờ, nghĩ ngợi. Bồ Tát Di Lặc một lần nữa ân cần thỉnh Đức Thế Tôn nói pháp quán tưởng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng như thường lệ soi chiếu tinh xá Ni Câu Lâu Đà và các cõi nước mười phương, tất cả đều trở thành màu vàng. Do thần lực của Đức Phật nên khiến cho đất màu vàng chia làm hai phần. Trong mỗi phần có trăm ức Phật từ thế giới phương dưới vượt lên đứng giữa hư không, chắp tay khen ngợi Đại Bồ Tát Di Lặc rằng: Hay thay, này Phật tử, chỉ ông mới có thể thương xót chúng sinh đời vị lai, sinh vào thời mạt pháp mà thỉnh cầu Đức Thế Tôn nói pháp quán tượng. Các vị hóa Phật nói lời này xong, vọt thân lên hư không, thực hiện 18 pháp biến hóa. Đức Phật Thích Ca Văn liền mỉm cười. Khi cười, từ trong miệng sinh ra hoa sen lớn. Hoa ấy có ánh sáng như tập hợp hàng trăm ức Phật, ức mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Ở vùng mặt trời, mặt trăng và sao ấy, có hàng trăm ức vị hóa Phật ngồi kiết già trên giường sư tử. Lúc ấy Đức Phật Thích Ca Văn bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: Hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ càng. Như Lai hôm nay vì chúng sinh năm đường khổ đời vị lai, như tỳ kheo phạm giới cấm, người tạo ác tội ngũ nghịch, bài bán người tạo 16 luật nghi ác. Ta về những người như vậy nói pháp trừ tội. Khi ấy Tôn giả A Nan bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Đức Phật vào Niết Bàn, những người ngu này không chỗ nương tựa, không chỗ quay về thì làm sao Đức Như Lai nói pháp trừ tội? Đức Phật bảo A Nan rằng: Ông đối với Phật pháp lòng chưa thông giải đầy đủ, như ta còn tại thế thì người nương theo ta gọi là quy y Phật, gọi là quy y pháp, gọi là quy y tăng. Sau khi Phật diệt độ ở trong đời sáu ác, các chúng sinh muốn tiêu trừ tội lỗi, muốn ở ngay đời hiện tại được tu đà hoàng cho đến A La Hán, muốn phát tâm Bồ Đề, muốn hiểu rõ được 12 nhân duyên thì phải siêng tu tập tam muội quán Phật. Tôn giả A Nan bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai còn ở đời, chúng sinh nhìn thấy Ngài mà quan sát tướng tốt của Đức Phật, quan sát ánh sáng của Đức Phật còn chẳng rõ ràng, vốn là sau khi Đức Phật diệt độ, Đức Phật chẳng còn hiện tại thì phải quán ra sao? Đức Phật bảo A Nan rằng:
Sau khi Phật diệt độ, hiện tiền không có Phật thì phải quán tưởng hình tượng Phật. Quán tượng Phật là nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưa bà tắc, ưa bà di, rời rồng, tán bộ, tất cả chúng sinh muốn quán tưởng hình tượng Phật, thì trước hết vào tháp Phật dùng bùn hương thơm và đất nung tô bồi nên đất cho sạch. Rồi tùy theo sức có thể đốt hương, tung hoa cúng dường tượng Phật và nói lên việc ác đã tạo, đảnh lễ Phật, sám hối. Điều phục tâm như vậy từ 1 đến 7 ngày, rồi lại đến trong chúng bồi đắp, quét dọn đất của tăng chúng, trừ các phân dơ và hướng về chúng tăng bài sám hối, đảnh lễ dưới chân chúng tăng. Là trải qua 7 ngày cúng dường như vậy, lòng chẳng mệt chán. Nếu là người xuất gia thì nên tụng tỳ ni cho hết sức thông lợi. Nếu là người tại gia thì hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, rồi điều phục tâm cho thuần thục. Nếu tâm chẳng thuần thục thì phải chế ngự mạnh mẽ khiến cho tâm điều thuận, như điều phục voi ngựa chẳng để cho mất sự chế ngự. Tâm đã nhu thuận rồi thì ở nơi vắng lặng đốt các loại hương thơm, đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Văn, nói lên rằng: Nam mô Đại Đức Hòa Thượng của con, ứng cúng chánh biến tri Đại Bi Thế Tôn, nguyện dùng mây lành che chở hộ trì đệ tử. Nói lời đó xong, đâm bóp gieo xuống đất, khóc lóc rơi lệ trước tượng, rồi đứng dậy chỉnh đốn y phục, ngồi kiết già, giữ chánh niệm tùy theo chúng sinh, hoặc giữ tâm ở đầu mũi, hoặc giữ tâm ở trên trán, hoặc giữ tâm ở ngón chân, đủ loại như vậy. Hành giả tùy ý giữ chánh niệm chưa đặt vào một chỗ, chớ để chạy tán loạn khiến cho tâm dao động. Tâm nếu dao động thì cất lưỡi chống vào miệng, miệng ngậm, mắt nhắm, vòng tay ngồi ngay thẳng. Từ 1 ngày đến 7 ngày khiến cho thân được yên ổn. Thân yên ổn rồi sau đó mới quán tưởng hình tượng Phật. Người ưa quán tưởng ngược thì từ ngón chân của tượng quán lên. Đầu tiên quán ngón chân là giữ tâm cho chuyên chú, duyên vào ngón chân của Phật trải qua 7 ngày, khiến cho nhắm mắt, mở mắt đều thấy rõ ràng ngón chân của tượng vàng. Dần dần tiếp đến lại quán lên hai mu bàn chân làm cho thấy rõ ràng. Tiếp theo quán đến đùi Na Chúa. Tâm đã chuyên chú rồi, thì tùy theo thứ lớp quán đến nhục kế trên đỉnh đầu. Từ nhục kế quán tượng mặt, nếu chẳng sáng tỏ thì lại sám hối nữa, thêm sự khổ công sát tấn mình. Do giới thanh tịnh nó thấy mặt tượng Phật như tấm gương vàng ròng, rõ ràng phân minh. Quán tưởng như vậy rồi, quán tưởng sợi lông giữa hai chân mày như ngọc pha lê uyển chuyển sáng về bên phải. Khi thứ này hiện thì hành giả thấy lông mày mắt của Phật như bức họa của họa sĩ của cõi trời. Thấy việc đó rồi thì hành giả tiếp theo quán từ ánh sáng đỉnh đầu cho rõ ràng. Quán các tướng như vậy gọi là quán ngược. Quán thuần tượng là quán từ vùng hoa văn tóc xoăn trên đỉnh đầu Đức Phật. Mỗi hoa văn tóc xoăn để tâm quán tưởng kỹ càng, khiến cho tâm thấy rõ ràng từng hoa văn tóc xoăn của Đức Phật, giống như tơ đen uyển chuyển sáng về bên phải. Tiếp theo quán tưởng mặt Đức Phật. Quán mặt Phật rồi thì quán tưởng đầy đủ thân, dần dần xuống đến chân. Như vậy qua lại đến 14 lần. Quán tưởng kỹ càng một tượng thật cho thật tỏ rõ. Quán một tượng thành rồi thì dục xuất định hay nhập định. Hành giả luôn luôn thấy tượng đứng trước mặt mình. Thấy một tượng rõ ràng, lại quán tưởng đến hai tượng. Thấy hai tượng rồi, tiếp theo quán tưởng đến ba tượng. Cho đến quán tưởng 10 tượng đều thấy rõ ràng. Thấy 10 tượng rồi, hành giả quán tưởng bên trong một nhà chứa đầy tượng Phật, không còn một chỗ trống. Quán đầy một nhà tượng Phật rồi, hành giả lại tinh tấn đốt hương, tung hoa, quét tháp, tô tường, dâng nước tắm gội cho chúng tăng. Vì cha mẹ sư trưởng xoa bóp điều hòa thân, tắm gội thân thể, xoa dầu lên chân, đi bốn phương xin ăn. Được món ăn ngon thì dâng lên sư trưởng, phân ra phụng dưỡng cha mẹ, thực hành hạnh đó xong. Hành giả phát đại thệ nguyện rằng: Con nay quán tượng Đức Phật, ban công đức này, con chẳng nguyện cầu làm người trời thanh văn chuyên giác,
mà chính là muốn đem muốn chuyên cầu đạo bồ đề của Phật. Phát nguyện đó rồi, nếu hành giả thật hết lòng cầu đại thừa thì phải tu hành sám hối. Tu hành sám hối rồi tiếp theo thỉnh Phật rồi tiếp theo tu hành tùy hỷ. Tu hành tùy hỷ rồi tiếp theo hồi hướng rồi tiếp theo phát nguyện. Phát nguyện rồi hành giả ngồi ngay thẳng, giữ niệm trước mặt quán tượng cảnh giới của Phật, khiến cho to rộng dần thành tượng Phật đầy trong một tăng phường, và mỗi tượng đều cao lớn 1 trượng 6, dưới chân của hoa sen vâng ánh sáng tròn một tầm, và ánh sáng thân như tướng lửa sáng mani, cùng những vị hóa Phật và thị giả hóa Phật, mọi màu sắc của ánh sáng trở nên tỏ rõ. Quán Phật trong một tăng phường rồi thì khiến cho lòng lại mở rộng đến trong khoảnh đất chứa đầy tượng Phật. Sự quán tưởng này thành rồi thì tâm được yên ổn, thân thể an lạc. Nếu hành giả dừng tâm tưởng nhạy bén thì thấy tượng Phật đầy trong một vùng đất với hương hoa, đồ cúng và các cờ phướng đều đi theo tượng. Do tâm nhạy bén nên bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau đều thấy tượng đi. Rồi tâm rộng lớn dần dần, hành giả thấy tượng Phật đầy trong hàng trăm khoảnh đất, nhắm mắt, mở mắt đều khiến cho tâm quán tưởng. Tưởng tượng chẳng dứt, tâm tâm đối nhau như khác nghĩ đến uống. Sự quán tưởng này thành rồi thì hành giả thấy tượng Phật đầy trong một giới tuần, dần dần xa rộng thêm 100 giới tuần, thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp phụ kèm theo của tất cả tượng đều được sáng lên. Tưởng này thành rồi thì hành giả quán tưởng hình tượng Phật đầy trong 8.000 giới tuần của một cõi diêm phù đề. Tưởng này thành rồi thì hành giả tiếp theo quán tưởng hình tượng Phật đầy trong 8.060 do tuần của cõi Phất Bà Đề ở phương Đông. Tưởng này thành rồi thì hành giả lại quán tưởng hình tượng Phật đầy trong 8.900 do tuần của cõi Cù Gia Ni ở phương Tây. Tưởng này thành rồi thì hành giả lại quán tưởng hình tượng Phật đầy trong 1.600.000 do tuần của cõi Uất Đen Vực ở phương Bắc. Tưởng này thành rồi thì hành giả lại thấy xa rộng, thấy tượng Phật đầy trong 100 cõi diêm phù đề. Tưởng này thành rồi, hành giả lại thấy tượng Phật đầy trong 100 ức 4 thiên hạ. Tưởng này thành rồi, thì chỉ trừ khi ăn, khi đi đại tiểu tiện, trong tất cả mọi lúc hành giả luôn luôn thấy tượng Phật đầy trong hư không và trên mặt đất. Các tượng thứ lớp xen nhau không chỗ trống. Niệm tưởng thành rồi, thân tâm hoan hỷ, càng thêm tinh tấn. Hành giả đầu đội cung kính 12 bộ kinh đối với người nói pháp cung kính xem như bậc đại sư. Đối với Phật Pháp Tăng khởi tưởng xem như cha mẹ, khiến cho lòng điều hòa, nhu thuận, chẳng khởi lên tưởng sân hận. Giả sử khi sân nhuế thì phải ở trước Bát Nhã Ba La Mật, năm vấp gieo xuống đất thành tâm sám hối. Như trên đã nói, hành giả theo năm pháp thứ lớp mà làm. Niệm tưởng thành rồi, hành giả nhắm mắt, vòng tay, ngồi thẳng, nhập vào thiền định, lại khởi niệm tưởng xa hơn, thấy tất cả tượng Phật đầy trong các cõi khắp 10 phương, thân toàn một màu vàng rồng, phóng ra ánh sáng lớn. Nếu ai phạm giới làm điều chẳng lành, do thân đời trước phạm giới nên thân đời nay thấy những tượng Phật hoặc đen hoặc trắng, thì dùng pháp sám hối, tượng dần dần thấy hiện màu hồng, thấy màu hồng rồi thì dần dần thấy màu vàng rồi thì thân tâm hoan hỷ, cầu thỉnh các tượng Phật phóng ra ánh sáng. Khi khởi lên sự quán tưởng này, niệm tưởng linh lợi, đã thấy tất cả tượng Phật lỗ chân lông của toàn thân đều phóng ra ánh sáng. Mỗi ánh sáng có 100 ức màu sắc báu, trong mỗi màu sắc có vô lượng màu sắc xen lẫn, các cảnh giới vi diệu đều từ đó vọt ra. Tưởng niệm này thành gọi là quán lập tưởng. Đức Phật bảo A Nan rằng, người quán tưởng như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi thì gọi là tà quán. Còn tướng khác hiện ra là cảnh giới khác sinh ra, phải mau chóng trừ diệt chúng. Người quán pháp quán đó thì tiêu trừ được tội sinh tử trong 60 ức kiếp, cũng gọi là thấy Phật. Vào đời vị lai, nhờ tâm tưởng đến lợi nên hành giả gặp được 1.000 Đức Thế Tôn của hiền kiếp. Vì những hòa thượng ấy, hành giả ở trong Phật Pháp lần lượt xuất gia.
Ở chỗ mỗi Phật, người ấy thấy thân tướng Đức Phật rõ ràng, phân minh, nghe Phật nói Pháp, nhớ giữ chẳng quên. Ở chỗ Đức Phật quang minh thuộc kiếp tinh tú, hành giả được hiện tiền thọ ký, là lòng thô thiện, quán tưởng tượng Phật mà còn được công đức vô lượng như vậy. Hướng là giữ chánh niệm, quán tưởng ánh sáng, tướng bạch hào, vùng chân mày của Đức Phật. Khi nói lời nói đó thì vua trời đại phạm, giới vô lượng phạm chúng, đem các hoa, loại hoa cõi trời tôn lên cúng dường Đức Thế Tôn. Hạt cờ chuyển ngọc trên thân dâng lên Đức Phật, những hoa trời ấy như đám mây trụi giữa hư không. Trên chỗ chuỗi ngọc biến thành đài vàng, ở trong đài vàng có ánh sáng màu vàng, ánh sáng ấy biến thành tôn tượng của bảy Đức Phật, với sắc tướng trang nghiêm, vi diệu đều đầy đủ. Phạm Vương Loa Kế quỳ gối chắp tay, thỉnh cầu Đức Thế Tôn bạch rằng: Kính thưa Đức Như Lai đại bi thương các chúng sinh, nguyện xin Như Lai vì chúng sinh mù tối đời sau mà diễn nói đầy đủ pháp quán tưởng hình tướng của tượng, khiến cho chúng sinh theo lời Đức Phật nói luôn luôn được gặp các Đức Phật Thế Tôn, được tam muội niệm Phật. Nhờ sức tam muội nên khiến cho các chúng sinh được xa lìa tội ác, do tội diệt nên được thấy các Đức Phật. Đức Phật bảo Phạm Vương rằng: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Bây giờ Đức Thế Tôn lại vì những chúng sinh đời sau đó là nói phép quán tưởng hình tượng Phật ngồi. Quán tưởng hình tượng ngồi là chí tâm chịu chánh niệm, khiến cho đứng trước tượng thấy dưới chân tượng sinh ra hoa. Khi hoa này sinh ra thì hành giả phải khởi lên tưởng, lên niệm tưởng, khiến cho đại địa này trở thành màu vàng ròng, trở thành màu bảy báu. Tùy theo sự quán tưởng mà hiện ra mỗi màu báu ấy, lấy vàng ròng làm giới hạn, trong mỗi giới hạn sinh ra hoa sen báu. Khi lại khởi lên sự quán tưởng này thì có hoa sen báu ngàn cánh đầy đủ ứng theo tưởng niệm mà hiện ra. Đã thấy hoa rồi, hành giả thỉnh các tượng Phật do ý tưởng sinh ra ngồi lên hoa báu. Khi các tượng ngồi thì đại địa tự nhiên phát ra ánh sáng trắng lớn với màu lưu ly trắng sạch tuyệt đẹp. Trong vùng ánh sáng trắng có trăm ức Bồ Tát trắng như núi tuyết, từ trong lỗ chân lông của thân tượng hiện ra. Trong lỗ chân lông của thân mỗi Bồ Tát phát ra ánh sáng màu vàng, ánh sáng ấy như núi vàng chiếm phù đàng với trăm ngàn màu sắc màu vàng. Ánh sáng rực rỡ chẳng thể tính biết được. Ứng theo niệm tưởng mà hiện ra, trên đỉnh mỗi ngọn núi có một tượng cao lớn khả quan màu vàng chiếm phù đàng. Ánh sáng rực rỡ ấy soi chiếu làm cho các cõi ở mười phương đều trở thành màu vàng. Thấy đất và hư không cũng trở thành màu vàng, mà bên trong đầy các tượng vàng, ánh sáng vàng, tán che vàng, đài vàng, hoa vàng, phướng vàng. Hành giả thấy Bồ Tát toàn màu ngọc trắng, tay cầm phất trần trắng hay cầm hoa trắng thì phải khởi lên hết niệm tưởng niệm làm cho tươi trắng. Nếu hành giả thấy còn tạp tưởng cảnh giới khác hiện ra thì phải mau chóng diệt trừ. Nếu chẳng trừ diệt mà đuổi theo tưởng khác, vui mừng theo cảnh giới khác thì phát ra bệnh phong. Tưởng niệm Phật này chính là đại cám lộ, lợi ích cho chúng sinh. Tam muội quán Phật như uống thuốc hay, lợi ích cho bốn đại. Người uống thuốc này thì chẳng già, chẳng chết. Đức Phật bảo A Nan rằng: Nếu có chúng sinh muốn quán tưởng ngồi thì quán tưởng như vậy. Người quán tưởng như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi thì gọi là tà quán. Nếu có chúng sinh quán tưởng ngồi thì tiêu trừ được tội sinh tử trong 500 ức kiếp, đời vị lai được gặp 1.000 Đức Phật của hiền kiếp, qua khỏi hiền kiếp rồi, trong kiếp tinh tú. Người ấy được gặp trọn số 10 vạn các Đức Phật, ở chỗ mỗi Đức Phật đều thọ trì lời dạy của Phật, thân tâm yên ổn, chẳng hề lầm lẫn, rối loạn. Được mỗi Đức Thế Tôn thọ ký hiện tiền, qua vô số kiếp được thành Phật. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: Nếu chúng sinh nào quán tưởng ngồi rồi thì phải quán tưởng đi. Quán tưởng đi là thấy tượng Phật đi đầy trong mười phương thế giới. Hành giả thấy trong hư không và trên đất tất cả tượng đều đứng dậy. Khi mỗi tượng đứng dậy thì có 500 ức hoa báu hiện ra. Trong mỗi hoa có vô số ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng có vô số vị hóa Phật theo tâm tưởng hiện ra. Tượng ngồi đứng dậy trong khoảng thời gian chưa đứng dậy. Khi thân đang cử động thì sợi lông xoắn trắng vùng chân mày duỗi ra ngắn dài giống như Đức Phật đang thật sự phóng ra ánh sáng trắng
làm cho trăm ngàn màu sắc ánh lên ánh sáng vàng đẹp đẽ. Trong những ánh sáng trắng xen vô số tượng bạc, thân màu bạc trắng, ánh sáng bạc, hoa bạc, tán che bạc, phướng bạc, đài bạc, tất cả đều bằng bạc. Lúc đó các tượng vàng cùng tượng bạc cử động sắp đứng dậy, thì trong rốn các tượng đều sinh ra hoa sen. Trong hoa sen ấy vọt ra vô số trăm ngàn vị hóa Phật. Mỗi vị hóa Phật phóng ra ánh sáng vàng soi chiếu thân của hành giả. Lúc đó là lúc hành giả vào định tự thấy nước bẩn 36 vật của thân mình chẳng sạch. Khi bất tịnh hiện thì hành giả phải mau chóng diệt trừ mà nghĩ rằng cái Đức Phật ba đời, thân tâm thanh tịnh, ta nay học theo pháp thân chân tịnh của Đức Phật. Sự bất tịnh này xem ra từ tâm ấy phát sinh, hư ngụy chẳng thật thì ta theo sự quan sát này làm gì? Khởi ý niệm đó rồi, hành giả phải tự quán thân, khiến cho các việc bất tịnh biến thành ngọc trắng, tự thấy thân mình như cái bình bạch ngọc trong ngoài đều rỗng không. Khi khởi sự quán tưởng đó thì phải uống thuốc sữa chớ khiến thân trống rỗng. Khi tưởng này thành rồi, các tượng đều đứng dậy như đứng trước mặt hành giả. Khi thấy tượng đứng, hành giả phải khởi tưởng niệm mời thỉnh tượng đi. Tượng đã đi rồi thì trong từng bước dưới chân mọc ra hoa rồi biến thành đài hoa sen. Hành giả thấy trong cõi mười phương đầy các tượng đi, đồ cúng dường âm nhạc chư thiên đại chúng cung kính vây quanh. Tượng đi phóng ra ánh sáng soi chiếu đại chúng, khi tất cả đều trở thành màu vàng. Tượng bạc phóng ra ánh sáng soi các đại chúng đều trở thành màu bạc. Bồ Tát ngọc trắng phóng ra ánh sáng ngọc trắng khiến cho các đại chúng đều trở thành màu ngọc trắng. Các tượng nhiều màu sắc phóng ra ánh sáng nhiều màu, ánh chói đẹp vùng ấy. Sự quán tưởng này thành rồi, hành giả lại khởi lên tưởng niệm thỉnh các tượng đang đi đều dùng tay xoa đầu mình. Bây giờ các tượng đều duỗi tay phải xoa đầu hành giả. Lúc đó mọi tượng đều phóng ra ánh sáng lớn chiếu vào thân hành giả. Khi ánh sáng chiếu vào thân, hành giả thấy thân mình có màu vàng trồng. Sự quán tưởng này thành rồi, hành giả ra khỏi định, vui mừng, lại trí tâm kính lễ các Đức Phật, tu các công đức và đem công đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề. Bây giờ hành giả lại phải khởi lên tưởng niệm rằng, ta nay tưởng niệm, thấy nhiều tượng vàng đi, ngồi tùy ý mà chưa thấy thần thông. Hành giả khởi tưởng niệm thỉnh các tượng đang đi và tượng Bồ Tát làm 18 phép biến hóa. Ứng theo niệm tưởng, các tượng điền thực hiện 18 phép biến hóa. Hành giả thấy đầy trong mười phương tất cả các tượng vọt thân lên không trung là 18 phép biến hóa. Uy thần tự tại, hiện sắc thân khắp nơi. Thấy rồi, hành giả vui mừng, thỉnh tất cả các tượng chuyển bánh xe pháp. Ứng theo niệm tưởng, tức thời tất cả các tượng, các miệng đồng thanh, khen ngợi sự trì giới, khen ngợi sự niệm Phật. Niệm tưởng nghe điều này rồi, lòng rất vui mừng, hành giả lại càng thêm tinh tấn. Do tinh tấn nên tâm tưởng được thành. Khi tâm tưởng thành, thì hành giả thấy ở các cõi khắp mười phương, tất cả đất đai, sông núi, vách đá, đều biến hóa thành đất kim cương. Trên đất kim cương vọt ra ánh sáng trắng. Ở trong các ánh sáng trắng có vô số vị hóa Phật ngồi trên hoa sen báu. Mỗi vị hóa Phật phóng ra vô số ước trăm ngàn ánh sáng. Mỗi ánh sáng lại hóa ra vô số trăm ngàn vị hóa Phật. Khi tưởng này hiện thì hành giả thấy những lỗ chân lông của thân mình phát ra ánh sáng màu vàng soi khắp tất cả. Nếu cảnh giới khác khởi lên thì phải mau chóng diệt trừ. Nếu tâm tưởng này nhanh chóng như gió mạnh thì trong giây lát hành giả thấy vô số vị hóa Phật. Tâm hành giả linh lợi như người, mắt sáng, cầm gương pha lê tự xem hình dáng mặt của mình. Hành giả quán tượng cũng vậy. Niệm tưởng này thành rồi, hành giả phải khởi ý niệm rằng các Đức Phật Thế Tôn trụ ở đại tịch diệt, thân tâm thanh tịnh, không lại, không đi. Như thân ta đây là do bốn đại, năm uẩn cùng hợp thành như trong thân cây chuối, không hề chất thật. Như bọt trên mặt nước, như trăng đáy nước, như hình ảnh trong gương, như giọt nắng, như thành càn thác bà. Khởi niệm tưởng đó rồi, các tượng liền diệt.
có ánh sáng màu vàng hiện ra. Ở vùng ánh sáng vàng có ảnh Phật vàng như hình dáng trong gương, hiển hiện tất cả hình sắc trong bốn oai nghi, đi đứng ngồi nằm. Khi niệm tưởng này thành, hành giả phải nghĩ đến thân trì giới của Như Lai. Khi nghĩ thân trì giới thì hành giả thấy ánh sáng vùng chân mày của ảnh chư Phật giống như sợi tơ trắng từ không trung thanh tịnh đến trước hành giả. Hành giả thấy rồi phải nghĩ rằng Đức Thích Ca Mâu Ni vô thượng chánh đẳng chánh giác đời quá khứ đã dùng đại giới thân mà tự trang nghiêm, vậy nên ngày nay ngài được giới định tuệ giải thoát tri kiến. Khi tác khởi niệm tưởng đó thì Đức Phật Thích Ca Văn ngồi trong hang lưu ly, thân màu vàng tía, trang nghiêm phi diệu, cùng với những đại chúng tỳ kheo Bồ Tát làm quyến thuộc, trụ ở trước mặt hành giả mà bảo rằng: Này Pháp tử, ông tu lực tam muội quán Phật nên ta dùng năng lực tướng Niết Bàn thì hiện sắc thân cho ông, khiến cho ông quan sát kỹ càng. Nay ông ngồi thiền chẳng được quan sát nhiều. Người đời sau làm nhiều việc ác, chỉ cần quán ánh sáng tướng bạch hào vùng lông mày. Khi khởi sự quán tưởng này thì được thấy cảnh giới như đã nói trên. Bây giờ hành giả một niệm tình cũng không tham đắm, lòng rất vui mừng, tức thời đạt được tam muội niệm Phật. Nhờ đạt tam muội niệm Phật thì thấy sắc thân Đức Phật rõ ràng phân minh, cũng thấy tất cả cảnh giới của tâm Phật như trên đã nói. Quán tâm Phật cũng thấy tất cả ánh sáng của thân Phật như trên đã nói. Quán ánh sáng thân Phật cũng thấy tất cả lỗ chân lông thân Phật. Mỗi lỗ chân lông đều mọc ra 84.000 hoa sen. Trong mỗi hoa có 84.000 vị hóa Phật. Từng vị Phật tiếp nhau đầy các thế giới khắp mười phương. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền duỗi cánh tay phải ra xoa đỉnh đầu hành giả. Tất cả các vị hóa Phật cũng duỗi tay phải xoa đỉnh đầu hành giả. Được sự quán tưởng này gọi là tam muội Phật hiện tiền, cũng gọi là tam muội niệm Phật, cũng gọi là tam muội quán Phật sắc thân. Lúc ấy các Đức Phật khác miệng đồng lời: Đều vì hành giả nói pháp, tôi chưa đắc đạo, nhưng thấy Phật nghe pháp tổng trì chẳng mất, thì đây gọi là tam muội niệm Phật của phàm phu. Người được tam muội này thì từng sát na luôn luôn thấy các Đức Phật trong từng niệm đều nghe Phật nói pháp như là kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Chỉ trong một ngày một đêm liền được hiểu thông suốt. Cha mẹ sinh ra thân trong đời sau ác phiền não, nhưng nhờ niệm Phật nên được nghe tổng trì. Sau khi qua đời khác, nhất định được thấy Phật. Ở chỗ các Đức Phật được ngàn vạn ức Đà La Ni toàn. Được Đà La Ni rồi thì 80 ức Đức Phật đều duỗi tay phải xoa đầu hành giả. Thấy tất cả các Đức Phật đều nói lời tỏ ký rằng: Ông niệm Phật đến qua kiếp tinh tú sẽ được thành Phật, thần tướng có ánh sáng so với ta không khác. Nói lời đó xong, 80 ức Đức Phật cùng một lúc phóng ra ánh sáng. Trong ánh sáng lại có vô lượng vị hóa Phật, mà mỗi vị đều nói lời đó. Đức Phật bảo A Nan rằng: Như vậy mọi pháp gọi là quán tượng Phật. Như khi quán tượng, hành giả tự sẽ có vô lượng trăm ngàn những cảnh giới thù thắng. Người quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi thì gọi là tà quán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Phật thuyết quán Phật Tam Muội Hải Kinh quyển chính.